Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại Libya cho biết hơn 5.000 người được cho là đã chết và 10.000 người khác mất tích sau khi mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở phía đông bắc Libya. Còn chính quyền miền đông Libya lại thông báo con số người thiệt mạng lên tới hơn 5.300 người, trong số đó khoảng 145 người là người Ai Cập. Chỉ riêng thành phố Derna cách Tripoli 900 km, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khoảng 6.000 người hiện đang mất tích và 1/4 thành phố 100.000 dân đã bị xóa sổ hoàn toàn. Nhiều gia đình vẫn còn mắc kẹt trong nhà hoặc bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Trước đó vào chiều ngày 10 tháng 9, bão Daniel đã đổ bộ vào Libya gây ra mưa lớn, khiến hai con đập bị vỡ trong đêm, gây ra lũ lụt và lở đất lớn, cuốn trôi nhiều tòa nhà, cây cầu cùng các cư dân sống ở ven sông. Con đập bị vỡ và nước lũ đã tràn vào lúc mọi người đã ngủ và không ai kịp phản ứng. Nhà hàng xóm của tôi đã mất đi 30 người, 30 thành viên trong cùng một gia đình. Chúng tôi chưa tìm thấy ai cả. Ngoài Derna, lũ lụt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến một số thành phố khác, bao gồm Al-Baida, Al-Mazi, Tobruk, Takenis, Al-Babaya và Bata, cũng như vùng duyên hải phía đông cho đến tận Benghazi, khiến ít nhất 65 người đã thiệt mạng. Đây là một cơn bão mạnh và lũ lụt đã phá hủy hoàn toàn khu vực này, thành phố Al-Baida. Ngôi trường này được xây dựng vững chắc như vậy mà lũ lụt đã phá hủy nó cũng như thành phố Al-Baida. Người dân không còn nhà cửa, đồ đạc, ô tô bị lũ cuốn trôi. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, tướng Khalifa Haftar, chỉ huy quân đội của chính phủ Đông Libya tuyên bố rằng các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ đang được tiến hành để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng trong trận lũ lụt ở nước này. Chúng tôi đã ngay lập tức huy động mọi nguồn lực, cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, các thiết bị y tế khẩn cấp, vận hành các đoàn xe y tế và phân bổ nơi trú ẩn cho những người đã mất nhà cửa. Theo ông Khalifa Haftar, công tác tái thiết tại vùng xảy ra thảm họa sẽ được triển khai đồng thời với công tác cứu hộ. Chính phủ Đông Libya đã tuyên bố tình trạng thảm họa ở phía đông đất nước và đưa ra lời kêu gọi viện trợ quốc tế. Bên cạnh đó, ở miền Tây, Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya được Liên Hợp Quốc công nhận đã chỉ thị tất cả các cơ quan nhà nước lập tức khắc phục thiệt hại, phòng chống mưa lũ tại các thành phố miền Đông. Sau sự việc này, chúng tôi đang xem xét lại nguyên nhân sự tàn phá của lũ lụt một cách bình tĩnh và thông minh. Hôm nay chúng tôi đã phân bổ 2,5 tỷ dinar để khởi động công cuộc tái thiết ở những khu vực đó. Các đoàn xe viện trợ từ Tripoli đã được gửi tới Derna, hai máy bay cứu thương, một trực thăng, 87 bác sĩ, đội cứu hộ và chó tìm kiếm, cũng như kỹ thuật viên của Công ty Điện lực Quốc gia đã được huy động để khôi phục nguồn điện và tìm kiếm người gặp nạn. Một máy bay cứu trợ khởi hành từ thành phố Misrata đã có mặt tại sân bay Al-Baida. Liên quan đến nguyên nhân làm vỡ đập gây ra trận lũ lụt kinh hoàng này, một quan chức thành phố Derna cho biết con đập bị vỡ đã không được tu sửa trong hơn 20 năm qua, khiến cho công trình này không thể chống chịu được một lượng nước quá lớn đổ về đột ngột sau trận mưa kỷ lục do ảnh hưởng của bão Daniel. Một số nhà phân tích khác lại cho rằng lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác phòng chống bão của chính quyền địa phương miền đông Libya và lũ xảy ra bất ngờ vào ban đêm là nguyên nhân chính dẫn đến số thương vong quá lớn trong trận lũ vừa qua. Ngay sau khi xảy ra trận lũ lụt lịch sử ở miền đông Libya, cộng đồng quốc tế đã bày tỏ sẵn sàng trợ giúp nước này khắc phục hậu quả nặng nề của thiên tai. Chương trình Lương thực Thế giới World Food Program bắt đầu chuyển thực phẩm tới Libya. Các nước Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã gửi lực lượng cứu hộ và hàng viện trợ tới Libya. Nhiều quốc gia khác cũng cam kết hỗ trợ nước này sớm nhất có thể. Trên mạng X, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, ba máy bay đã vận chuyển khoảng 168 người, hai phương tiện tìm kiếm cứu nạn và hai thuyền cứu hộ. Hàng trăm lều bạt, máy phát điện, thực phẩm, sản phẩm vệ sinh và quần áo cũng được gửi đến Benghazi. Các thành viên của lực lượng hiến binh và cơ quan quản lý thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ AFAD cũng sẽ được huy động tới Libya. Trong khi đó, UAE cũng đã gửi các chuyến hàng thực phẩm, vật tư y tế, thuyền cứu hộ và lều trú ẩn. Qatar và Tunisia cũng thông báo sẽ gửi hàng viện trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền đông Libya. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố gửi quỹ khẩn cấp tới các tổ chức cứu trợ và phối hợp với chính quyền Libya và Liên Hợp Quốc để cung cấp hỗ trợ bổ sung. Về phần mình, người đồng cấp Nga Vladimir Putin chỉ ra rằng đất nước của ông sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết.
Phó giám đốc phụ trách các trường hợp khẩn cấp của chương trình Lương thực Thế giới, ông Brian Lander cho biết, chương trình Lương thực Thế giới đang chuẩn bị gửi thực phẩm đến vùng Đông Bắc Libya sau khi có những đánh giá đầy đủ về thiệt hại do đợt lũ tồi tệ gây ra tại thành phố Derna. Chúng tôi có thực phẩm trong nhà kho ở Benghazi. Chúng tôi sẵn sàng triển khai nhanh chóng, ngay khi chúng tôi hiểu được nơi nào có nhu cầu nhiều nhất, cộng đồng nào bị ảnh hưởng nhiều nhất và có nhu cầu cấp bách nhất. Ông cho biết, chương trình Lương thực Thế giới sẵn sàng cung cấp thực phẩm cho 5.000 gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở phía Đông Bắc. Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới cũng đã gửi lời chia buồn tới nhân dân Libya. Trung Quốc cũng đang hứng chịu những tác động khủng khiếp do bão Haikui gây ra. Những cơn mưa dai dẳng sau khi cơn bão quét qua miền Nam nước này đã gây ra hơn 100 vụ lở đất, khiến gần 10 người thiệt mạng và khoảng 1.400 người bị mắc kẹt do lũ. Các nhà khoa học cảnh báo các cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc ngày càng mạnh và đường đi của bão phức tạp hơn, làm gia tăng nguy cơ thiên tai. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết các cơn mưa không ngừng trong 3 ngày qua ở hầu hết các khu vực của thành phố Ngọc Lâm đã gây ra 115 vụ lở đất, phá hủy đường xá, trong khi tổng cộng 13.200 người đã được sơ tán ở Dương Giang. Trước đó, bão Haikui cũng đã gây ra mưa lớn kéo dài suốt một tuần ở miền Nam Trung Quốc, kể cả sau khi bão suy yếu từ hôm 5 tháng 9. Đáng chú ý, thành phố Đông Dân Thâm Quyến hôm 8 tháng 9 còn ghi nhận trận mưa dữ dội nhất kể từ năm 1952, khi dữ liệu về mưa bão bắt đầu được ghi chép. Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc cũng ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 140 năm qua. Lũ lụt cũng đã tấn công thành phố Tây An, miền Trung Trung Quốc, gây hư hại nhiều tuyến đường. Trạm khí tượng Tây An đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam, mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo 4 cấp. Lũ lụt nghiêm trọng hơn, một phần nguyên nhân là do quá trình đô thị hóa chóng mặt ở Trung Quốc, đã bao bọc những vùng đất rộng lớn bằng bê tông không thấm nước, thường dọc theo bờ các con sông lớn, nơi được coi là vùng đồng bằng ngập nước. Các nhà khoa học cảnh báo các cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc ngày càng mạnh và đường đi của bão phức tạp hơn, làm gia tăng nguy cơ thiên tai. Thảm họa thiên tai ngày càng khốc liệt. Theo thống kê, nước Mỹ đạt kỷ lục mới về thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra khi chứng kiến 23 thảm họa thiên tai trong năm 2023. Các vụ cháy rừng, nắng nóng hay bão lũ nghiêm trọng tiêu tốn của nước này hàng tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Trong khi đó, Cơ quan Cứu trợ Thảm họa Chữ thập đỏ Mỹ đang lên kế hoạch triển khai nỗ lực ứng phó trị giá 1 tỷ đô la vì những sự kiện này dự kiến sẽ gia tăng do biến đổi khí hậu. Theo Cơ quan Khí quyển và Hải dương học quốc gia Mỹ, còn hơn 3 tháng nữa mới kết thúc năm 2023, nhưng nước này đã chứng kiến kỷ lục 23 thảm họa và mỗi thảm họa gây thiệt hại hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Con số này đã nhiều hơn con số 22 thảm họa trị giá hàng tỷ đô la Mỹ của năm 2020. Chúng tôi không còn thời gian nghỉ ngơi nữa. Đất nước hiện đang phải đối mặt với thảm họa hàng tỷ đô la Mỹ gần như mỗi tuần. Nó là hằng số. Thiệt hại được báo cáo từ 23 thảm họa là 57,9 tỷ đô la Mỹ, chưa bao gồm chi phí từ cơn bão Idalia hồi tháng trước. Theo phân tích của Reuters về số liệu của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, thì năm 2023 đang trên đà trở thành năm đắt đỏ thứ 7 kể từ năm 1980. Tuy nhiên, con số này chắc chắn sẽ còn tăng lên với những thảm họa tốn kém nhất có xu hướng xảy ra trong mùa bão Bắc Đại Tây Dương kết thúc vào ngày 30 tháng 11. Đó là chưa tính tới hai sự kiện bão Hilary vào tháng trước ở California và hạn hán đang diễn ra ở Trung Tây do chưa hoàn thành việc thống kê những thiệt hại đó. Khi cả lượng khí thải và nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng, các chuyên gia cảnh báo cần phải chuẩn bị cho thảm họa ngày càng gia tăng. Nhiệt độ cao hơn đang làm khô hạn đất nông nghiệp và đất rừng. Điều này có thể dẫn đến cháy rừng lớn hơn ở miền Tây nước Mỹ. Trong khi đó, lượng mưa và bão ngày càng thất thường đang gây ra lũ lụt ở miền đông nước này. Ngoài thiệt hại về kinh tế, các thảm họa năm nay cũng gây thương vong lớn. Báo cáo thảm họa của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ thống kê có 253 người thiệt mạng trong 23 sự kiện được thống kê, không bao gồm các sự kiện có thể gây chết người nhưng gây thiệt hại ít hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Một trong những yếu tố dẫn tới nguy cơ thiệt hại về người lớn nhất là việc người dân vẫn tập trung đông đúc tại các khu vực dọc bờ biển, nơi có bão đổ bộ, hoặc gần những khu rừng dễ hỏa hoạn.
Nguyên nhân là do các quy tắc xây dựng lỗi thời được thiết lập từ trước khi biến đổi khí hậu bắt đầu làm thay đổi thời tiết cũng có thể làm tăng rủi ro ở một số khu vực. Nhiều chuyên gia cho rằng giá trị của bất động sản dọc theo bờ biển nói riêng đã tăng lên khi người dân tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng và tòa nhà mới ở những khu vực có nguy cơ cao. Đó là rắc rối lớn vì cường độ và tần suất của các thiên tai nghiêm trọng đang gia tăng do biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, các tòa nhà vốn được xây dựng cho những điều kiện khắc nghiệt trong quá khứ chứ chưa thích ứng với tình hình hiện nay. Năm ngoái, Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ đã ứng phó với 354 thảm họa, tăng 4% so với năm 2021. Mỗi lần triển khai khiến cơ quan này tiêu tốn ít nhất 10.000 đô la Mỹ, mặc dù năm ngoái có 26 thảm họa cần 250.000 đô la Mỹ trở lên. Các chuyên gia cảnh báo, khi biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, thiên tai thảm họa có thể xảy ra với cường độ mạnh hơn và tần suất thường xuyên hơn ở hầu hết mọi châu lục, gây ra những thiệt hại nặng nề về con người và kinh tế. Trước tình trạng đó, thế giới cần phải chuẩn bị sẵn sàng để phòng chống và giảm nhẹ hậu quả của các thảm họa thiên nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin Nhìn ra thế giới của chúng tôi hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.